Thưa quý vị, Marathon Quốc tế Hội An năm 2017, cuộc thi Marathon lần đầu tiên tổ chức tại phố cổ Hội An vào ngày 17 tháng 9 tới đây, với hơn 1.500 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự, được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thu hút du khách không chỉ riêng Hội An mà còn cả nước nói chung. Năm nay là lần đầu tiên phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, tổ chức một cuộc đua Marathon tầm vóc quốc tế. Với câu hiệu thể thao và du lịch kết hợp 2 trong 1, tại buổi họp báo ra mắt sự kiện, đại diện thành phố Hội An mong muốn thông qua hoạt động này để thu hút hàng nghìn khách du lịch trong nước và quốc tế, tăng cường quảng bá nét văn hóa của người dân địa phương. Tham gia chạy marathon, các vận động viên không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh quyến rũ của Hội An thông qua các di tích lịch sử văn hóa, mà còn cảm nhận được lối sống giản dị và nét đẹp của văn hóa con người Hội An. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái hoạt động rất là hiệu quả khi quảng bá du lịch ở Hội An đến với bạn bè quốc tế, bởi vì Index Creative Village là một trong những cái tập đoàn truyền thông được đánh giá xếp hàng thứ 7 trên thế giới về tổ chức sự kiện, và họ có mạng lưới tổ chức các cái hoạt động truyền thông trong các cái quốc gia ở khu vực châu Á và một số quốc gia trên thế giới rất là mạnh. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng tin rằng là thông qua các cái chương trình này, thông qua việc quảng bá cái chương trình về giải chạy marathon ở thành phố Hội An được Creative Village Index quảng bá tới, thì sẽ có rất nhiều các bạn bè quốc tế biết đến marathon và đặc biệt là sẽ biết đến Hội An, bởi vì Hội An có những cái đường đua mà thực sự hấp dẫn với các cái vận động viên chuyên nghiệp. Tham gia đường chạy marathon quốc tế Hội An sáng ngày 17 tháng 9, hơn 1.500 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ châu Âu, Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông và chủ nhà Việt Nam sẽ được chọn lựa tham dự một trong ba cự ly như marathon 42 km, mini marathon 10 km và fun run 5 km dành riêng cho trẻ em, những người yêu vận động và thích chinh phục bản thân. Riêng đoàn Thái Lan hiện đã có hơn 300 vận động viên tham dự và được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch các cự ly thi đấu của giải. Marathon quốc tế Hội An 2017 được thành phố Hội An phối hợp cùng tổ chức với Index Creative Village Thái Lan cùng hai nhà đồng hành tại Việt Nam là Greenhead và Fab Motion, và được tài trợ bởi hãng hàng không Bangkok Airways.